Sau đây em xin giới thiệu với các anh chị chiếc máy triệt lông OPT SHG Doctor. Máy này là dòng máy triệt lông cao cấp, hàng của hãng Lang Li Bắc Kinh. Máy thì gồm sẽ có tay cầm, khớp nối tay cầm 1 và tay cầm 2. Máy được thiết kế bên ngoài là sơn bằng vỏ kim loại. Đằng sau máy thì sẽ có các thông tin của máy. Máy này là máy sử dụng công suất 2000W, máy của hãng Lang Li, thương hiệu cao cấp và nổi tiếng của Bắc Kinh, triệt lông rất hiệu quả. Máy gồm có hai tay cầm. Tay cầm bên trái là tay cầm triệt lông nhanh và tay cầm bên phải này là tay cầm để bán điểm. Đối với tay cầm bán điểm này thì chúng ta sử dụng 5 bộ thấu kính. Đây là 5 bộ thấu kính của máy, tương đương với mỗi thấu kính là một bước sóng 640, và từng bước sóng này nó sẽ có từng cái chức năng khác nhau. Khi sử dụng lắp máy thì chúng ta đưa cái này thẳng vào, đưa thẳng vào là được. Đó. Đối với chương trình bật máy thì khi bật máy thì sẽ có hai giao diện rất dễ sử dụng, bên trái và bên phải. Bên trái là triệt lông nhanh, chúng ta có thể điều khiển được cái frequency là tần số bắn lên tới 10 Hz. Trung bình chúng ta điều trị cũng chỉ tầm 4 hoặc 5 thôi. Tiếp theo là cái này là độ rộng xung. Đây là điều chỉnh độ rộng xung. Và đây là điều chỉnh năng lượng. Sau khi điều chỉnh các thông số xong thì mình ấn bật calling là chế độ làm lạnh. Ấn switch đi là bắt đầu. Với mỗi loại tình trạng lông và mỗi loại tình trạng sắc tố da thì chúng ta để những cái năng lượng phù hợp khác nhau. Trở lại đối với chế độ bắn tiêu chuẩn là sử dụng tay cầm bên phải. Tay cầm bên phải này thì sẽ có rất là nhiều công dụng khác nhau như triệt lông, trẻ hóa, điều trị mau mạch, hỗ trợ điều trị nám, điều trị mụn. Đấy. Và chúng ta sẽ điều vào một chức năng cụ thể như là bắn triệt lông tiêu chuẩn. Trên này thì sky tip là điều chỉnh ba cái bước sóng và ba loại màu da, thì mỗi màu da nó sẽ tương thích với mỗi nguồn năng lượng khác nhau. Frequency là tốc độ bắn. Đây là số điểm bắn. Energy là điều khiển năng lượng. Sau khi điều khiển xong ấn calling, bật máy lên, bật lông lạnh, ấn đi bắt đầu, tay cầm bắt đầu sáng. Điều khiển tay cầm này thì chúng ta có thể sử dụng một cái bàn đạp chân. Ngoài ra thì chúng ta có thể bấm trực tiếp ở trên tay cầm để triệt lông. Một điều đặc biệt là đối với cái máy triệt lông của Bắc Kinh này ấy, thì mỗi bên là sẽ sử dụng bóng nhập khẩu của Anh Quốc, nên là tuổi thọ của sung đối với những cái máy này nó lên tới là 1.000.000 sung một tay cầm. Nó không giống như một số các cái máy Quảng Châu khác thì chất lượng của nó thấp hơn, nó chỉ có được có cỡ là 300.000 sung cho đến 5.000 sung thôi, còn máy này của mình là đạt được 1.000.000 sung. Triệt lông rất là hiệu quả, bo nguồn và công suất của nó cao, nó triệt lông nó rất là nhanh, rút ngắn liệu trình triệt lông so với những cái máy thấp tiền khác.